Cuối cùng thì mình cũng ra được quán cà phê Highland để thưởng thức ly cà phê yêu thích của mình và làm vlog về filmmaking cho các bạn cùng xem. Nói đùa vậy thôi chứ thật ra mình đang sử dụng cái phông phía sau này để khi cái background. Thì cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là phông xanh là gì, có bao nhiêu loại phông xanh, ở thế giới họ sử dụng phông xanh ra sao và tip and trick của mình khi mình sử dụng phông xanh cho công việc quảng cáo của mình. Ok, let's go. Cái từ ngữ lúc đầu của nó là chroma key, nhưng mà sau này thông dụng hơn họ gọi là green screen. Mình gọi ngắn gọn là phông xanh đi, phông xanh cho các bạn dễ hiểu nha. Thì cái kỹ thuật phông xanh này lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1940 bởi Larry Butler trong phim The Thief of Baghdad, in that ancient land of mystery, romance. The magic carpet to the seven wonders of the amazing flying horse. Và phim này thắng 3 giải Oscar, mà trong đó một giải là về visual effect. Thì từ cái phim này á, Hollywood mới bắt đầu sử dụng rộng rãi hơn về cái kỹ thuật phông xanh. Ông đó ông sử dụng là blue screen chứ không phải là green screen nha các bạn. Cái sự khác nhau giữa green screen và blue screen là gì? Thật ra lúc đầu họ sử dụng đầu tiên là blue screen. Tại sao blue? Tại vì cái màu xanh là cái màu mà nó khác nhất với cái da mặt của con người. Mọi thứ trên con người như quần áo, phụ kiện, nón, kính mắt có thể thay đổi được, nhưng mà cái da mặt của con người thì không thể thay đổi được. Họ phải sử dụng một cái màu mà khác với cái màu da mặt của diễn viên. Thì cái màu da mặt diễn viên thường nó sẽ được tạo thành màu đỏ, đa số là màu đỏ nhiều. Nên cái màu xanh là cái màu khác nhất với da mặt. Nhưng mà dần dần với cái sự phát triển của máy ảnh kỹ thuật số thì cái màu green á nó sẽ hiệu quả hơn. Kinh nghiệm bản thân mình biết được là cái màu green nó sẽ bắt sáng nhiều hơn màu blue. Bạn không tin thì bạn lấy màu green và màu blue, bạn để cạnh nhau, bạn đánh một cùng màu giả sáng thì bạn thử bạn chụp hình lên đi. Cái màu green bao giờ nó cũng sẽ bắt sáng hơn là cái màu blue. Chính vì nó bắt sáng nhiều hơn nên lúc bạn khi nó sẽ sạch hơn. Cùng một loại đèn, cùng một setup ánh sáng thì màu green á bắt ánh sáng nhiều hơn, nên cái hình ảnh của mình nó sáng hơn. Màu blue thì nó hút ánh sáng vô nhiều quá. Thứ hai nữa là màu green á nó sẽ ít bị trùng với quần áo của diễn viên hơn là màu blue. Cho bạn ví dụ nha, jean, áo jean thì nó màu blue. Nếu diễn viên của bạn mặc đồ đó thì sẽ bị trùng với cái background khi rất là khó. Màu green nó sẽ ít bị trùng hơn nữa. Thường mà thấy quần áo ít ai mặc màu green lắm. Thứ hai nữa là cái mắt của diễn viên phương Tây á thì màu blue nó rất là nhiều. Nếu bạn quay cận màu khi á thì màu blue eye nó sẽ bị trùng với cái background. Đó là những lý do tại sao cái green screen nó dần dần nó trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên trong phim Hollywood bây giờ có những trường hợp, có những bộ phim họ xài toàn là blue screen luôn, không xài green screen. Vậy câu hỏi đầu tiên cho các bạn nè, mình sẽ đọc một số tựa phim sau đây, các bạn thử đoán xem phim này họ sử dụng blue screen hay green screen nha. Bạn sẽ có 5 giây để trả lời. Phim đầu tiên là Superman. 1, 2, 3, 4, 5. Vì câu trả lời đó là green screen. Tại sao? Tại vì quần áo của Superman là màu blue, nên họ bắt buộc họ phải xài green screen. Cái phim thứ hai, đố các bạn Avenger họ xài blue screen hay là green screen? Câu trả lời của mình là green screen. Bạn biết tại sao không? Ủa, các bạn thắc mắc, ủa, Incredible Hulk là màu green mà, nhưng mà Captain America mà blue nhé. Hulk thì họ motion capture rồi, nhân vật đó là 3D rồi nên họ sẽ không cần key. Còn Captain America là phải mặc áo xanh nên họ phải xài green screen. Phim tiếp theo, Justice League. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, câu trả lời là green. Tại vì có Superman trong đó. Cái này hơi tricky xíu nè. Bộ phim này là được thắng giải Oscar cho visual effect nè. Cái studio mà họ làm cái visual effect cho cái phim này, xong cái phim này họ phá sản luôn. Tại vì cái phim này có quá trình visual effect rất là khó khăn. Mình nhớ không lầm là cái studio đó bên Anh. Xong cái phim Lie of Pi này là họ phá sản luôn. Đọc là Lie of Pi nghe, chứ không phải là B nha bạn. B là sai nghe. 100% make sure với các bạn luôn. Đọc là Lie of Pi. Cái phim mà chàng trai Ấn Độ cùng con hổ mà lên đên trên biển trên một chiếc thuyền nhỏ đó. Phim đó rất nổi tiếng của Ang Lee, của đạo diễn Lý An á. Phim đó thắng Oscar cùng mấy giải á. Rồi, các bạn có 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5. Câu trả lời đúng là gì? Phim đó hoàn toàn quay trên phông blue. Bạn biết tại sao không? Nước biển. Cái phim đó thời lượng chính
diễn ra trên biển. Cái nước biển họ sẽ sử dụng một cái bồn nhân tạo ở đâu bên Đài Loan vậy, họ xây dựng một cái bồn nhân tạo xung quanh là phong xanh hết. Nếu bạn xài green screen thì cái màu xanh nó sẽ hắt xuống cái surface, cái mặt nước đó, lúc bạn kỳ sẽ hư cái mặt nước liền. Nước biển bạn biết mà, nước biển màu xanh nên tốt nhất là họ xài blue. Kỳ ra màu blue bạn mask cái phần hồ ra thì nó vẫn giữ được cái màu xanh của cái phong xanh đó, thì cái màu xanh đó nó cũng hợp lên màu xanh của cái trời, của sky. Toàn bộ phim họ xài blue hết, tại vì blue họ sẽ phản chiếu lại cái màu xanh xuống cái mặt nước. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn quay mà vật liệu mà nó phản chiếu là ánh sáng á, rất cẩn thận trong cái trường hợp bạn chọn cái màu gì. Ok, tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh mình sử dụng phong xanh. Cái nào còn behind the scene mình sẽ mở lên cho các bạn xem, cái nào không còn thì các bạn xem sản phẩm nha. Rồi mình phân tích cho các bạn xem tại sao mình sử dụng green và tại sao mình sử dụng blue. Một trong cái project mình làm tại trường á, lúc mình còn học ở Úc, là mình làm một phim ngắn, rất là ngắn luôn, tầm 1 phút 2 phút gì không nhớ nữa. Mình chỉ sử dụng cái phong xanh, mà cái phong xanh giống như cái là mình sử dụng phía sau cho lúc đầu clip nãy mà các bạn xem á. Có một bạn khi các bạn Ấn Độ, bạn cầm phong xanh bạn đi theo diễn viên, họ đi tới đầu tường phía sau sẽ shatter, sẽ đổ vỡ phía sau. Cái câu chuyện là hai người tình cờ gặp nhau trên đường, tự nhiên họ vừa đi lướt qua, cái đầu chàng trai quay lại, cô gái quay lại, cho hai người bắt đầu bước đi vào đụng mặt nhau slow motion. Cái tường phía xa nó bắt đầu nó shatter ra, nó tạo thành một hình trái tim. Hai người chuẩn bị hôn, thằng diễn viên nam bị người nữ nó tán quậy bóp tỉnh dậy. Thì lúc đó nó mới nhận ra là những thứ nãy giờ nó đang tưởng tượng thôi. Sau khi nó ăn tát xong nó mới tỉnh. Đó là cái phim ngắn mình làm lúc mình còn là sinh viên. Thì hai cái bạn đó sau đó cũng yêu nhau luôn. Đó là kể cái vui thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem. Cái này là mình quay quảng cáo cho Samsung Galaxy Note 7. Mình quay bằng FS7 nha các bạn. Đây là mình quay phong xanh. Just study đây. Các bạn lưu ý khi setup ánh sáng của quay phong xanh là luôn luôn phải có cái đèn ngược phía sau nha các bạn. Cái đèn ngược này nó sẽ tách cái người ra khỏi background, về bạn kỳ nó sẽ sạch hơn. Nếu bạn không có cái đèn ngược phía sau á thì về cái tóc nó bị lem vô cái phong xanh, kỳ nhìn rất là giả. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể nhìn hình này, các bạn thấy nữa nè. Cái phần tóc này nè, nhìn nó rất là sạch nè. Phần tóc, phần quần áo, phần da nó tách ra khỏi cái nền luôn, nhìn rất là nét không? Đó, bạn thấy không? Đây cái đèn ngược đây, nó tách cái Just Study này ra khỏi cái background. Nhưng mà clip này có vấn đề cái nữa là kính mắt của bạn Just Study nè, nó làm vật liệu bóng nên có một số lúc nó sẽ thách cái màu xanh của cái phong xanh. Tại vì cái phong xanh cho phim chụp 91 là nó hai bên góc nè, nó ba góc nè. Và nó băng liếc qua cái là cái màu xanh của hai bên nó sẽ ăn vô cái kính mắt liền. Nên lúc hậu kỳ á, chỉ còn cách duy nhất là mình mask thủ công cái kính mắt nó ra thôi. Chứ mình kỳ là cái kính mắt nó bị lủng lỗ liền. Lưu ý khi quay là nhớ tránh những cái phụ kiện mà shiny, bóng, kim loại, trang sức, earring này kia, nhẫn này kia, kính mắt đồ đó. Né mấy cái mà nó shiny ra, nó sẽ hút cái màu xanh của phong xanh bạn vô. Nha các bạn. Bạn thấy không? Có một cảnh là Chesty mặc áo jean màu xanh nè. Nếu bạn xài blue trong cái trường hợp này thì cái áo nó sẽ bay luôn cái áo của Chesty này nè. Đó, bạn thấy không? Quần áo jean màu xanh á thì bạn xài green screen là hợp lý rồi. Clip tiếp theo, livestream Nu Skin nha. Cái chớp này thì mình dựng cái phong xanh tại văn phòng của Nu Skin Việt Nam. Cái chớp này là mình làm cầu truyền hình trực tiếp, khi trực tiếp luôn. Một đầu cầu Hà Nội, một Đà Nẵng, hai thành phố Hồ Chí Minh, một điểm phát trực tiếp tại Sài Gòn. Thì năm nơi sẽ tương tác với nhau qua Zoom, thì mình ghi trực tiếp luôn. Cái số lượng đèn để mình quay cái chớp này bằng cái đèn mình quay quảng cáo luôn các bạn. Rất là nhiều đèn, các bạn thấy không? Quá trời đèn nó mới đủ để đánh sáng. Tại sao mình sử dụng đèn nhiều vậy? Cái chớp này á, mình ghi toàn bộ phần thân luôn, luôn phần chân. Nên phải sử dụng đèn nhiều á thì nó sẽ ghi được cái phần chân nó sạch hơn, nó không bị shadow dưới chân. Lúc họp với khách hàng cho mình xem một cái đơn vị nào đó làm cũng ghi phong xanh như vậy, nhưng mà không ghi trực tiếp. Họ quay xong họ về họ hậu kỳ, sau đó phát livestream lên mà nhìn cái chân nhìn nó ám xanh, nhìn ghê lắm. Lúc này là ba người nè. Số lượng đèn nhiều thì nó mới đủ để làm sáng cái phần chân của nhân vật mình được. Thấy phần chân đẹp không? Phần chân diễn viên nó không bị ám xanh nè, da dẻ hồng hào, nhìn rất là tự nhiên luôn. 1, 2, 3 cái đèn ngược nha các bạn. Mình sử dụng 3 cái đèn ngược, 3 cái đèn trước mặt, còn 2 cái đèn hai bên hông. Như đây mà không đủ sáng nữa thua luôn. Bạn có thấy cái đơn vị nào livestream mà làm xài đèn khủng như vậy không? Đó, thấy sốc cả không? Sốc cả đẹp phải không? Kìa. Yeah. Cái viền nè, cái viền áo, viền tóc của diễn viên nhìn rất là đẹp luôn. Làm livestream căng lắm mà ơi, cực nhất là cái phần rehearsal, phần tập trước khi chương trình.
lúc tập rủi ro nhiều lắm, bị out internet, bị này bị kia đủ thứ, chân rung lỡ đang chạy chương trình mà internet bị ngắt, hay là có những cái internet mình đâu control được đâu, thôi internet riêng nhưng mà chưa chắc gì đã ổn định cho mình. Nhiều khi rủi ro mình đâu có biết được, mình đâu control được đâu. Nói chung rủi ro nhiều lắm, nhiều lúc không bật mic lên, đây nói bên kia không bật mic lên, rất là nhiều rủi ro luôn á. Tại sao quay xanh? Tại vì áo của Trương Quốc Anh nó có màu green trong đây, nên mình phải xài background blue. Cái quần của diễn viên mà hơi blue hơn xíu, nhưng mà mình hình như là mình quay cận, mình không quay cái váy nhiều nên không sao. Cái này thì mình xài phải xài blue để không bị ăn mất cái màu xanh trên cái áo của Trần Quốc Anh. Đó, cái này mình xài blue. Máy chạy. Đó. Xót sao đổi trang phục, đổi màu khác thì mình xài green. Tiếp theo là cái job này là cái job quảng cáo sữa tắm Fresh. Máy chạy. Đó. Đó, cái này về mình sẽ đổi cái cửa sổ này cho nó rộng ra hơn, đổi cái nền phía sau cái cửa sổ này thành một khu rừng. Thì cái này mình xài màu xanh, màu green, nhưng mà phía sau cái này nó có lớp kính nè, nên đâm ra nó nhìn hơi cyan xíu, nhìn hơi blue xíu, nhưng mà thật ra là màu green á. Chăm sóc làn da trắng sáng mỗi ngày. Các bạn sẽ thắc mắc là ủa cái cây này cũng màu green mà, về kỳ nó không bị mất cái cây lắm. Nhưng mà các bạn đừng lo, tại vì cái shot này là shot tĩnh, shot fix, nên có thể mình về mình hoàn toàn mình có thể mình mask cái chậu cây ra được. Thật ra cái này cũng có màu green nè, nhưng mà mấy cái shot fix này thì mình mask được không sao hết. Cái sản phẩm của mình có những cái sản phẩm mình không thể đổi màu được. Quần áo diễn viên mình có thể đổi màu khác được, nhưng mà sản phẩm mình không có đổi màu được đâu. Tùy cái element của cảnh quay của mình có màu gì trong đó thì mình linh động sử dụng giữa green và blue. Tiếp theo là cái trang trí, có nên cho các bạn xem không ta? Cái job này là mình làm đạo diễn nha các bạn. À này nè, đây, các bạn thấy không, có mấy cảnh nè, trang trí nó sẽ cầm điện thoại có phông xanh. Thì mình cũng xài màu green luôn. Rồi lúc trước mập đẹp trai dưới trời. Áo diễn viên có mặt blue nè, thì bạn xài cái màu green thì kỳ sẽ dễ hơn, nó không bị trùng màu cho cái áo. Tiếp theo mình sẽ đi một cái quảng cáo nữa, mình quay cho Vietjet. Hai series, một cái series cho thị trường Việt Nam là gồm Hàng Yến Chibi nè, Thanh Thảo Hugo nè, B-Max nè. Rồi cái thị trường quốc tế là một diễn viên bay từ Nhật qua nè, một diễn viên từ Đài Loan nè. Chỗ này là chỗ mình quay của Chất Sati ngày xưa nè. Đây lúc setup, lúc này còn mập đẹp trai ghê không? Mình cũng quay FS7 luôn nha các bạn. Mình rất thích xài FS7, giá cả phải chăng, sụt quay đẹp này. Trước khi quay các bạn nhớ cúng tỏ nha các bạn. Mình đang test cái màu vàng của cái áo của diễn viên nè, để kỳ nó có bị mất màu không, biết sao mình test xong. Thì trong màu vàng nó sẽ có một tỷ lệ màu green trong đó, nên tốt nhất là bạn né luôn màu vàng đó. Là bạn thử, bạn test, bạn quay footage đưa lên máy tính bằng kỳ. Cái này mình cũng vậy nè, mình test footage nè, đưa lên máy tính bằng kỳ. Kỳ vẫn được, nhưng mà màu vàng nó sẽ bị mất màu, trở nên hơi nâu xíu đó, nên sau đó mình kêu là đổi cái áo khác cho diễn viên. Quay phông xanh nên né những cái quần áo, trang phục, phụ kiện của diễn viên mà có tông màu gần gần với cái phông xanh của bạn. Đây, cái này là bạn này, bạn Hàn Quốc, bạn này quay mất nhiều thời gian nhất luôn nè. Dễ thương ghê, MC đó quay mất nhiều thời gian lắm luôn á, mất nhiều thời gian do bạn quên bài, quên thoại. Mình nói thêm luôn nha các bạn, do cái job này mình muốn cái mặt diễn viên nó đẹp, nên mình nói với bạn DOP á, bạn Tùng lấy một cái đèn beauty ring á, đánh phía trước để cho nó có cái vòng trắng nó vô cái mắt của diễn viên nhìn đẹp hơn. Mình thích quay với beauty ring đó các bạn, nó sẽ tạo ra một cái vòng tròn sáng lên mắt của diễn viên đẹp lắm. Thường mấy cái shop beauty á, họ thích beauty ring lắm. Lúc này tóc mình còn màu nè. Do lúc này mình muốn quay một shot một có mười mấy giây à, quay một shot một nên diễn viên quên một câu thoại là cắt quay lại từ đầu. Clip này tầm 15 giây à, nên mà diễn viên nói sai một cái làm cắt quay lại từ đầu. Bé ở Đài Loan, bay từ Đài Loan qua cho mình quay. Bé này là diễn nhanh nhất, có mấy take là xong liền. Nhìn hơi hài thiệt, nhưng mà diễn hợp. Lúc mình trao đổi với mấy cái bạn này mà mình nói tiếng Anh, các bạn thông dịch viên theo, mình nói bạn thông dịch viên, bạn thông dịch viên nó sẽ nói lại cho cái bạn diễn viên của mình. Ok, đây là bạn này người Nhật đẹp quá,
nghe đâu đâu là Hoa Khôi, Hoa Hậu gì của Nhật gì đó. Mấy clip này thì ở Việt Nam bạn xem không có được. Với Facebook vô cái thị trường nước nào thì nó sẽ hiện ở thị trường nước đó thôi. Nhưng mà khi ai đó gửi bạn cái link của thị trường Hàn Quốc, ví dụ clip này mình chiếu Hàn Quốc, Facebook nó gọi là chuyển phùng, mà fanpage của Vietjet ở Hàn Quốc sẽ xem được clip đó. Nhưng mà một ai đó có cái link đó gửi lên cho mình thì mình mới xem được, chứ mình không có tìm ra được. Mình lên Facebook mình không có tìm ra. Người Nhật đẹp quá, dễ thương quá ha. Do cái phim trường này hai bên nó có dải màu xanh hai bên nè, nó ba góc nên mình phải đánh thêm đèn hai bên đây để nó bớt ám cái màu xanh. Nếu không có đèn hai bên đây thì nó sẽ mặt nó bị xanh dữ lắm. Nếu phía sau lưng mình chỉ là một mảng màu xanh không thì cái phần ánh sáng mình sẽ đỡ tốn hơn. Còn nếu trong trường hợp mà cái phim trường nó cong, nó ba góc, hai bên nó có màu xanh, ở dưới nó có màu xanh, nếu bạn không đủ đèn thì màu xanh nó sẽ ám vào da của diễn viên, ám vào quần áo, về kỳ rất là xấu. Mình xin tóm lại cái ưu điểm của green screen so với blue screen nha. Thứ nhất là green screen nó sẽ ít bị trùng màu với cái subject của mình hơn. Thứ hai nữa là green screen nó sẽ work better on the digital camera. Cái digital camera bây giờ nó sẽ bắt hình ảnh green screen tốt hơn là blue screen. Phần còn lại là green screen nó bắt sáng tốt hơn blue screen. Đó là kinh nghiệm của mình khi sử dụng phông xanh. Mình hy vọng qua cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về phông xanh và cách thức hoạt động của nó. Các bạn áp dụng cho công việc của bạn trở nên hiệu quả hơn và tốt hơn. Ok, các bạn nhớ like và subscribe kênh mình nha, để mình làm more video about filmmaking cho các bạn xem nha. Bye.